đám cưới ai mà chẳng muốn được tổ chức thật trọng đại và hoàn hảo mọi thứ. Thời tiết tốt, trời trong xanh, mọi người ăn diện thật đẹp đến nhà cô dâu, chú rể cùng tham gia hôn lễ. Tuy nhiên, chẳng phải ngày cưới của ai cũng diễn ra trong điều kiện tốt đủ mọi mặt. Những ngày này, ở Vinh Nghệ An, có mưa rất to và lụt khắp nơi. Đường phố bây giờ phải di chuyển bằng xuồng, nước len vào đến tận nhà khiến tất cả mọi hoạt động của người dân diễn ra rất khó khăn. Trong điều kiện như vậy, có một đám cưới vẫn được tổ chức. Những bức ảnh về lễ thành hôn này đang được chia sẻ trên mạng làng hội. Chú rể cõng cô dâu trên lưng, di chuyển qua đoạn đường ngập nước. Đám cưới ngày lũ vất vả thế này đây. Hai nhân vật chính của lễ thành hôn đó là Thảo Sương và Hoàng Diệp. Họ đang sinh sống ở Vinh Tân, thành phố Vinh. Cô dâu Thảo Sương chia sẻ, từ mấy ngày trước khi đám cưới diễn ra thì mưa to và kéo dài, thấy ngập lụt khắp nơi mình lo lắm. Ngày nào mình cũng ngóng xem mưa có giảm không. Cả tối nhà mình cũng có ai ngủ được đâu, cứ hy vọng tạnh mưa mãi. Lo thì lo vậy nhưng ngày vui thì vẫn phải diễn ra. Hai họ đã bàn bạc và quyết định ngày tháng, vị trí rồi mà. Rạp cưới nhà mình dựng rồi nhưng ngập quá không tổ chức được lễ cưới, phải mượn tạm hội trường bình thường cư để đón khách. Lúc đầu còn cố sắp xếp cổ bàn. Nước dâng quá cao khiến mọi người dọn cổ đi chỗ khác. Ngày hôm nay ngày 16 tháng 10 đã diễn ra lễ ăn hỏi và đám cưới bên nhà gái. Mưa lụt thôi chưa đủ, đến khi mưa to quá, điện cũng bị cắt. Cô dâu Thảo Sương kể thêm, đang làm lễ ăn hỏi và tiệc thì mất điện. Mọi người vẫn phải tiếp tục công việc trong điều kiện ánh sáng thiếu, không loa đài gì hết. May mắn là hai gia đình đã quen biết nhau từ mấy năm rồi nên mọi chuyện cũng thông cảm được. Đây là chuyện bất khả kháng mà. Mình không thất vọng gì dính ngày mưa lụt, chỉ lo cho hai bên gia đình thôi. Mình thậm chí còn thấy có phần hạnh phúc vì thời tiết như thế này mà vẫn có đông anh em và người thân đến để chúc phúc. Bức ảnh hiếm của Thảo Sương trong ngày ăn gỏi. Là một cô gái, chắc chắn ai cũng mong ước có lễ cưới trọn vẹn, đẹp đẽ và hoàn hảo nhất. Cô dâu Thảo Sương cũng thế thôi. Tuy vậy, con người chơi hơi đen đủi bởi gặp đúng dịp thành phố Vinh ngập lụt ác dội nhất trong nhiều năm trở lại đây. Mình cũng từng nghĩ đến vài trường hợp xấu trong đám cưới nhưng không nghĩ lâm vào tình cảnh mưa lụt to đến thế này. Lúc đầu nhà dự tính làm 35 mâm nhưng sau đó cắt giảm bớt vì số người đến dự được hơn 20 mâm thôi. Bàn tiệc thì anh em trong nhà và bên dịch vụ mỗi người một tay để sắp xếp cho kịp thời gian. May mắn là trong sảnh bình thường cư chỉ có mất điện chứ nước không ngập, chỉ mấp mé đến sảnh. Đúng là một kỷ niệm để đời luôn, Sương chia sẻ. Mất điện ở sảnh bình thường cư. Nói về bức ảnh cô dâu được cõng trên vai băng qua nước lụt đang được chia sẻ rầm rộ ở mạng làng hội, Thảo Sương cho hay. Đó là ảnh chồng mình cõng từ sảnh bình thường cư ra hội trường. Mình chỉ có một tấm duy nhất chụp trong nhà với người thân trước đó. Còn ra ngoài thì chẳng có ảnh, chỉ có mấy clip hay ảnh anh em chụp. Bình kém đám cưới người ta chụp ảnh nhiều còn nhà mình thì chẳng có ảnh. Lúc đó cũng rối, chẳng còn tâm trí để mà chụp ảnh luôn đấy. Theo lịch thì ngày mai thế hệ là lễ rước dâu của Thảo Sương. Cô dâu tâm sự rằng cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rồi vì dự báo thời tiết dẫn báo ở Vinh mai tiếp tục mưa to. Đúng là những đám cưới dù đen đủi vì thời tiết không dễ dàng nhưng lại khiến người ta phải tuyệt vời sâu sắc. Dù sao thì việc tổ chức lễ thành hôn đúng mùa lũ lịch sử cũng là kỷ niệm đáng nhớ đúng không nào?